Xin kính chào các quý vị. Vâng, hôm nay tại Shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà sẽ giới thiệu một cấu hình đặc biệt. Đấy là để dành cho các bạn yêu những dòng loa nhỏ, chất lượng cao và trong không gian vừa phải. Và với combo cấu hình này thì đây là có một cái giá ưu đãi rất là tuyệt vời để dành cho các bạn. Với tổng 3 sản phẩm đến từ hai hãng khác nhau. Một là hãng loa Tannoy đến từ Anh Quốc, hai là hãng Amulikman đến từ Nhật Bản, thì có giá lít lên tới tận 240 triệu. Nhưng để tri ân với khách hàng và những bạn yêu loa nhỏ thì Thiên Hà đang có một giá đặc biệt là 160 triệu, và được tặng thêm một chiếc dây RCA của hãng Lickman với có giá là 29 triệu nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tôi khui thùng các dòng sản phẩm này ra thì xem nó như thế nào. Với dòng loa Tannoy này thì như các bạn biết, đây là một thùng vẫn còn nguyên siêu. Đây là hãng Pritiger Autograph Mini OW. Đây là một trong những sản phẩm mới nhất của hãng, của dòng Tannoy. Và với dòng Tannoy này thì người ta lấy cảm hứng từ thế kỷ trước, đó là dòng Autograph, và đã được dân chơi thì đánh giá rất cao. Và để phục vụ cho nhu cầu nghe nhạc ở trong những không gian vừa và nhỏ thì hãng Tannoy lại tiếp tục tái bản những dòng Autograph Mini này. Và tôi thì đang rất là phấn khích khi được lại là người được khui thùng. Vâng, đầu tiên khi đưa ra thì đã có hai các cái cục mút nhỏ này, để khi các bạn để loa gần tường thì các bạn có thể là để vào đằng sau cái lỗ thông hơi để giảm bớt cái tiếng độ ồn của âm thanh. Đó, các bạn thấy không? Một chút nữa thôi, tôi cùng các bạn sẽ có một cái sự trải nghiệm thực tế sâu hơn về các yếu tố để làm nên cặp loa này. Còn bây giờ nhiệm vụ của tôi là cứ đưa từng sản phẩm lên trên kệ và chúng ta sẽ cùng phối ghép và xem nó như thế nào. Khi giữa hai dòng sản phẩm, một bên là của đất nước Anh Quốc và một bên là có bây giờ truyền thống của đất nước Nhật Bản. Nào, bây giờ thì tôi tiếp tục lại khui tiếp. Đẹp quá các bạn ạ, trông nó rất là nhỏ nhắn thế này thôi nhưng mà đằng sau nó là nó chứa đựng được rất là nhiều ý nghĩa, cái câu chuyện về hãng Tannoy Autograph này. Và thật ra thì với những ai chơi dòng Tannoy này thì cũng rất yêu thích những sản phẩm này, trông nó bé thôi nhưng mà nó lại cảm nhận được nó là sự gần gũi và cái chất âm thanh thì thế nào. Thì bây giờ tôi lại tiếp tục khui tiếp về phần âm ly. Về phần âm ly này thì và phần đầu CD nguồn dẫn thì đây là một trong những dòng sản phẩm cao cấp của hãng Lickman, và nó đều có cái mã thương hiệu là N150. Còn đây là phần D ở trên, tức là đây là để về phần compact disc. Đó, các bạn thấy vẫn còn nguyên siêu và nguyên thùng thế này, tôi bóc luôn đây. Tôi cũng là người rất là vinh hạnh là khi được review và trải nghiệm những sản phẩm như này. Và với sự cẩn thận như này thì các bạn đã thấy là đây là một cái thùng, nó có hai thùng lớp, một thùng lớp bảo vệ ngoài và thùng trong này thì lớp bảo vệ trong. Đầu tiên khi chúng ta nhìn thấy thì lại có một cái remote bằng nhôm của hãng Lickman. Khi mình sử dụng thì trông nó rất là chắc chắn và đẹp. Cũng là đúng là những sản phẩm mà của hãng đến từ Nhật Bản thì cũng luôn có cái sự cầu kỳ và rất tinh tế. Vâng, với một nét màu truyền thống ánh bạc thì các bạn đã thấy cái sự quá là ưng mắt khi nhìn thấy cái đầu CD của hãng Lickman N150 này rồi. Còn bây giờ thì tôi muốn bóc về cái phần công suất. Đó, các sản phẩm vẫn còn nguyên siêu như này các bạn ạ. Mỗi một cấu trúc thì khi kết nối và phối ghép thì lại sinh ra một cái kiểu phối ghép khác nhau. Nhưng mà cũng không thấy có những người nào mà ghép những bộ cao cấp của hãng Lickman này cùng với cả Tannoy. Nên hôm nay Thiên Hà cũng là giới thiệu dòng sản phẩm này đầu tiên để khi ghép cho các bạn. Và đây chính là chiếc âm ly đen. Đấy.
nói về tổng thể về cấu trúc thì tôi thấy đây là một trong những dòng sản phẩm rất là đẹp, vì nó có cái màu bạc cơ bản nhưng mà lại giữ được cái nét mộc mạc của hãng Lichtman. Rồi, tất cả các sản phẩm đã được trưng bày lên. Còn bây giờ thì tôi sẽ cân chỉnh lại và chúng ta sẽ đặt vào các vị trí đúng cân chỉnh và chúng ta cùng có một buổi test nhạc. Vâng, đi cùng với một cấu hình của hãng Lichtman này thì hãng đã cung cấp cho chúng tôi một cọng dây. Đó là 7L Classic, đây là một bản cấp cao cấp của dây RCA. Và bây giờ thì tôi sẽ đưa vào để ứng dụng ngay vào hệ thống cấu hình này. Như các bạn nhìn thấy thì với dây của hãng Lichtman đưa ra thì đây là một cáp rất là dày dặn và nó có được các đồ bọc và nó còn có hai cái tấm chống nhiễu cũng như là cái tấm kim loại ở đây. Thì bây giờ thì tôi sẽ xin tháo ra và sau đó là sẽ đấu thẳng trực tiếp vào hệ thống này của hãng Lichtman. Và khi cắm rút các đầu này thì các bạn luôn lưu ý một chút là các cả các dây này nó đều có hướng chạy của các ion. Nên các bạn hãy cắm từ đầu trên này, tức là từ phần CD xuống dưới đến phần âm ly. Đó. Và cái dây này cũng khuyến cáo là khi dùng để chất lượng hoàn thiện nhất phải sau 200 giờ giả bơm. Còn bây giờ thì tôi xin phép thao tác. Vâng, sau khi đã kênh bộ dàn lên trên một cái kệ như thế này thì các bạn cảm thấy đây là một bộ dàn như nào? Vâng, nhỏ nhưng có võ. Và tại sao tôi nói như vậy? Vì một cái đĩa test đã nằm trong khay đĩa và tôi đã test thử một đoạn chống Nhật và tất cả các nhạc cụ của hãng đĩa Đàn Ông thì thấy đây là một trong những cấu hình rất là hay và ấn tượng đối với tôi. Khi nói vậy thì chúng ta cũng phải xem là ấn tượng này thì nó sẽ phối ghép như thế nào. Với cặp loa Autograph Mini này thì nó chỉ có trọng lượng trên 4,5 kg, nhưng cái công suất tối đa mắc của nó lên tận 200W. Vâng, 200W đó thì nó đã được thể hiện qua một cái màng bát bằng tổng hợp giấy là gần 11 cm, nhưng bên trong thì lại là một cái loa tweeter rất là đặc biệt với củ titanium, và trong đó thì cái họng của nó lên tới 1,9 cm, nhưng mà chiều sâu của cái họng để là khuếch đại được cái dải âm chép thì nó lại lên tới tận hơn 5 cm. Đó là một cái điều rất hay. Và với cặp loa Autograph Mini này thì cái sự đồng pha và thời gian nó là một. Qua nghiên cứu của các kỹ sư của hãng Tannoy đã đưa ra một cặp loa là nhỏ nhưng mà nó quá hoàn hảo, vì nó được các nghệ nhân người Anh làm hoàn toàn handmade bằng tay. Và cái gỗ đây là cái gỗ quý, là gỗ hồ đào, và trong đó thì lấy cái tiêu chí ngoài cổ của hãng Tannoy của thập niên 50 về trước. Và khi các bạn nhìn thấy các điểm nhấn trên thì các bạn đã thấy là từ cái vành viền loa nó rất là có ấn tượng, và cái độ đẹp của trong loa tweeter cộng thêm với cả một miếng đồng, tức là một bản đồng của hãng Tannoy để Prestinger, luôn luôn là một những cặp loa rất là uy tín, và cái màu vân gỗ thì thực sự là quá là hoàn hảo. Còn về bên ngoài thì để phủ bảo vệ cho cái này thì lại còn có thêm một cái e-căng, đến ngay những yếu tố dù nhỏ nhất nhưng người ta cũng đã làm rất kỹ với những nam châm hít. Đó, nó mang cái tính tự nhiên rất cao, và ở ngoài này thì được dùng bằng các công nghệ bằng vải đũi, mà chỉ có chuyên những dòng loa của Tannoy thì mới sử dụng được cái dòng này. Với công suất 200W thì âm ly cần đánh thì nó cũng thật là ấn tượng. Nhưng hôm nay với một cấu hình nhỏ nhưng có võ này thì chúng tôi đưa vào đấy cấu hình của cặp Lichtman. Vâng, Lichtman N150 của bóng đen, đây là một trong những định dạng âm ly Lichtman cao cấp của hãng Lichtman. Lichtman này thì có bề dày trên 100 năm rồi các bạn ạ. Và cái yếu tố để làm lên cái thương hiệu Lichtman thành công đó chính là các hệ thống âm ly đen. Vì các hệ thống của âm ly đen của Lichtman thì đa phần đã được các kỹ sư người Nhật, người ta đang nghiên cứu và phát triển. Và đây là được xếp vào trong những hãng âm ly tiền khởi của đất nước Nhật Bản. Và cũng từ hãng Lichtman này thì rất nhiều các kỹ sư đã đi ra làm các hãng khác và cũng đã thành công. Nhưng bản chất gốc của người Nhật, tinh tế nhất, ưu tú nhất, ưu việt nhất, hay nhất thì vẫn phải nói đến Lichtman. Với một chiếc âm ly nhỏ như thế này nhưng mà nó đầy đủ các công năng và sử dụng bóng L84. Đây là một bóng 9 chân tăm, và trong người chơi thì người ta gọi bóng Penthouse, nhưng mà cái
âm thanh này thì nó sẽ đưa cái sự vững mạnh hơn là những bóng ở định dạng single end. Và dù công suất nó nhỏ, chỉ có 10W cho một kênh, nhưng mà cái kết cấu của dòng Linkman N150 này thì các bạn đã thấy nó rất là hoàn hảo, vì nó có cả đường phono MM và MC và có 3 đường line vào. Và toàn bộ các hệ thống này thì trông các bạn nhìn thấy trông nó rất là cách điệu, là đẹp. Vì đây là biến áp xuất âm cho từng kênh, và đây là còn biến áp nguồn. Và toàn bộ hệ thống bóng L84 này thì được bọc vào trong này. Và hai bóng dẫn thì là dùng hai bóng của châu Âu, đó là SCC83. Và trên này thì nó có các cái hiệu chỉnh để cho mình chọn các line vào. Và để cho mọi người chơi có cái điều kiện vi chỉnh hơn thì nó có cả các hệ thống chỉnh bass, chép. Và bên này là ba lăng để cân bằng hai giải. Còn ở đây thì là cái loop style là để chơi ở định dạng direct, không can thiệp về mặt. Và trên này là có một đường phone để khi mình có thể là nghe nhạc đêm. Và đây là hệ thống tắt đèn khi mình muốn đêm nó xuống. Và có hai chiếc đồng hồ VU là thì trông rất là tinh tế. Và cái sự tinh tế này thì các bạn đã thấy một cái khối vuông bằng hộp như này, nhưng mà cái đẹp thì là quá hoàn hảo. Và loop volume này thì lại có một cái đèn nhỏ ở đây để khi mình cảm nhận được cái là cái volume nó đang ở mức nào. Kết hợp với nó thì là cái dòng compact disc cũng là N150, vì đây là một bộ đôi đi cùng với nhau và nó có một cái kết cấu tổng thể là bằng nhau và có hình thức là giống hết nhau. Ở dưới, ở trên thì là một khối vuông, ở dưới thì là sẽ cắt đường bom bê ở dưới này đi. Và cái yếu tố mà làm lên cái ND 150 này chính là cái bộ giải mã. Đây là một bộ giải mã chất lượng rất là cao. Nó có thể ủn lên được đến 24 đến 32 pit trên 192. Nhưng mà tôi thì tôi quan trọng về bây giờ là cái không gian chơi số nhiều, thì với đằng sau thì các bạn đều có thể là chơi được ở đây qua các cổng in vào. Thì nó có cái đường Coaxial in, có đường Optical in, tức là mình có thể kết nối trực tiếp từ TV xuống chơi qua đây. Cũng là một cái sự tiện lợi cho khách hàng khi lựa chọn một gói combo này. Đấy, và đây là cổng USB. Cổng USB này thì các bạn có thể nối từ máy tính ra thì lên tới định dạng chơi 32 pit. Đây là một chất lượng rất là hoàn hảo đến bây giờ, tương đương bằng nhạc direct, tức là nhạc trực tiếp. Còn lại trở quay lại thì đó là phần analog. Còn về phần cơ thì các bạn phải thử mới cảm nhận được. Đó, các bạn thấy phần cơ ra nó rất là êm khi nó vào. Và cái sự cảm nhận của nó là khi loading về chắc nhạc thì nó rất là nhanh, nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ êm. Và bây giờ thì tôi thử bật thử xem cái tiếng rít của tiếng cơ này nó, để các bạn ngồi nghe gần có nghe thấy không. Vâng, tôi ngồi cách máy tầm khoảng 40cm, gần như là không có một động tĩnh gì. Và trên quan điểm của kỹ thuật thì tôi đánh giá đây là một bộ đôi rất là hoàn hảo và cao. Và dòng Linkman N150 này cộng với cả D150 của đầu dẫn, đây là một bộ đôi rất là hoàn hảo. Còn âm thanh âm nhạc thì phải để cho các bạn tự trải nghiệm. Nhưng mà đây, đối với tôi, đây là một cấu hình nhỏ nhưng có võ rất là chất lượng.
thề cho nhau những dấu yêu cuối cùng, vì thời gian trôi mau không giữ được tình ta. Vì lòng còn yêu nhau đã nói yêu mãi hoài, nhưng trái tim vụn tan cho mất ai lệ rơi. Ôi dòng lệ đã cuốn theo tình ta. Vâng, với cấu hình này thì tôi nghĩ là không có điểm trừ cho một cấu hình hay này. Đúng là cũng đã lâu lắm rồi thì tôi mới lại nghe lại cái chất giọng của Tannoy Autograph Mini này, đánh đúng bản chất của nó. Mà nó cho ra được một cái chất âm rất là ngọt ngào, sâu lắng, cũng phải nhờ đến hệ thống của Lickman. Và đây là một trong những clip hay để gửi tới các bạn, lấy đó làm cái tiêu chí để khi mình cố ghép những đôi loa nhỏ với những dòng âm đi đèn. Và với cấu hình này thì tôi sẽ để dành cho các bạn vào những cái suy nghĩ và những cái phương thức nào để có thể phối ghép hay hơn với dòng loa Tannoy, thì các bạn có thể gửi trang fanpage của Thiên Hà và chúng ta cùng sẽ kiểm nghiên cứu và phát triển. Xin cảm ơn các bạn đã xem YouTube.